Xin chào mọi người, khi nhắc đến tai nghe True Wireless thì chắc hẳn là rất là nhiều người sẽ nghĩ đến chiếc Apple AirPods 2 đầu tiên đúng không? Đấy, nhưng mà chiếc tai nghe này thì tuy là nó nổi tiếng và nó bán được rất là nhiều nhưng mà nó vẫn có một số các cái điểm hạn chế có thể kể đến như là cái thời lượng pin này hay là cái chất âm của nó không quá là nhiều âm bass thì nghe những thể loại nhạc sôi động thì nó hơi bị chán một tí. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một cái sản phẩm mà mình nghĩ là có thể là nó sẽ khắc phục được những cái điểm yếu kể trên của chiếc AirPods 2. Đấy chính là chiếc Marshall Manual 3, một cái chiếc tai nghe cũng có cái form dáng thiết kế tương đồng với chiếc AirPods 2. Đấy, tuy nhiên thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều về các cái khía cạnh khác. Thì cụ thể những khía cạnh nào thì chúng ta sẽ đi vào video để tìm hiểu nha. Đầu tiên là về thiết kế đi, thì như mình nói lúc nãy đó, về cái form tổng thể thì hai sản phẩm này nó khá là tương đồng với nhau. Đấy, nó cũng một cái phần dạng hình vuông xong rồi bầu bầu các cái góc và hai cái housing bên trong cũng như vậy nữa. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Marshall họ sẽ có một cái thiết kế nó đi theo cái thiên hướng đó là mạnh mẽ này, vintage và nó nhìn nó gai góc hơn. Còn chiếc Marshall này thì còn chiếc AirPods 2 này thì nó sẽ hướng đến cái sự hiện đại này, tối giản và nó lấy tông màu trắng là chủ đạo ấy, nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Con gái dùng thì cũng rất là ok. Còn chiếc Marshall Manual 3 đấy thì như mình nói nó mạnh mẽ, cá tính thì các bạn nam dùng sẽ ok hơn, hoặc là những bạn nữ nào mà có cá tính mạnh một chút thì vẫn rất là thoải mái, không vấn đề gì hết. Và cái phần logo Marshall ở giữa đây thì mình thấy rất là nổi bật đấy, nhưng mà Marshall thì họ lại dùng cái chất liệu là kiểu cao su ấy và màu trắng thế này nữa, thì khi mà dùng một khoảng thời gian dài thì mình nghĩ là nó sẽ hơi dễ bị bám bẩn ấy, cho nên là khi mọi người dùng thì hãy cẩn thận một chút cái chi tiết này nha. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái jack cắm sạc, thì trên AirPods 2 thì dĩ nhiên là Lightning rồi, còn trên chiếc Marshall thì sẽ là USB Type-C và có một cái nút nhỏ ở đây nữa để cho mọi người có thể giữ và pairing. Giống với lại trên AirPods thôi, đó chỉ có cái là một con thì làm mặt lưng, còn một con thì làm ở cạnh dưới. Cái phần housing thì sao? Housing thì mình thấy là hai con này nó có housing cũng khá là tương đồng. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Marshall Manual 3 thì nó sẽ có cái chất liệu nó là kiểu dạng nhựa nhám ấy, cho nên là khi mà đeo lên tai thì mình thấy là nó không được sướng như là con AirPods 2 này. AirPods 2 dùng cái chất liệu là từ nhựa bóng và cái kích thước của nó bé hơn nữa, cho nên là đeo nó thoải mái hơn là con Manual 3. Đấy, nhưng mà nói như vậy thì không phải là con này nó đeo nó khó chịu đâu nha. Đeo con này vẫn rất là thoải mái, vẫn rất là ok, thậm chí là còn bám tai tốt hơn là con AirPods 2 cơ. Và chưa kể nữa là con này thì nó có một số cái chi tiết như kiểu là những cái đường vân khắc ở đây này. Đấy, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Và một cái phần chi tiết trang trí hình vàng gold ở đây. Những cái chi tiết này thì thường là nó rất là đặc trưng trên các dòng sản phẩm của Marshall, như là loa di động này hay là các nhạc cụ như guitar điện các thứ vân vân. Đây vẫn có một cái logo màu trắng đeo lên tai nhìn rất là nổi bật đúng không? Còn khi mà đeo AirPods thì đơn thuần là chỉ như vậy thôi. Về thiết kế nhá, thì mình thích chiếc Marshall này hơn vì nhìn nó cá tính hơn và độc đáo hơn. Còn AirPods 2 thì sẽ cho chúng ta một cái cảm trải nghiệm đeo nó thoải mái hơn. Về kích cỡ thì sao? Kích cỡ thì hộp sạc của hai con thì nó sẽ khác nhau một chút. Đấy là Marshall Manual 3 thì kích thước nó sẽ lớn hơn một tẹo nhưng mà không đáng kể. Cộng thêm với cái kiểu họa tiết giả da này thì cầm nó rất là thoải mái và bám tay. Còn con AirPods 2 này thì mình thấy là nó hơi trơn ấy, khi mà cầm không có bao, không có case đựng thì nó hơi bị dễ bị tuột, đã cầm ra mồ hôi thì hơi trơn. Trọng lượng thì AirPods 2 thì nó lại nhỉnh hơn một chút nhá, mình cầm thấy đầm tay hơn. Còn con Marshall Manual 3 thì nó hơi nhẹ, nó không hiểu sao. Rồi bỏ qua đi, thì chúng ta sẽ đến với cái phần tính năng và công nghệ đi. Thì hai sản phẩm này nó đều có được trang bị cái thời lượng pin là 5 tiếng trên tai và tổng thời gian là khoảng 25 tiếng khi mà sử dụng với hộp sạc, khá là thoải mái cho một tuần sử dụng. Nhưng mà mình sử dụng thực tế thì mình thấy là con Marshall Manual 3 nó thời lượng pin nó trâu hơn một chút so với chiếc AirPods 2 đấy khi mà dùng trên tai. Còn về các cái công nghệ thì tất nhiên rồi, Manual 3 nó ra mắt muộn hơn cho nên là nó sẽ được thừa hưởng những cái tính năng công nghệ nó mới hơn. Ví dụ như là cái chuẩn Bluetooth 5.2 này so với 5.0 trên AirPods 2. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều lắm đến trải nghiệm sử dụng đâu. Mình dùng hai con này thì nó đều rất là nhanh, kết nối ổn định và phạm vi kết nối cũng khá là xa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là con Marshall Manual 3 này được trang bị chuẩn chống nước IPX4, trong khi đó thì AirPods 2 nó không có chuẩn chống nước đâu. Cho nên là về cái mặt bền bỉ thì mình đánh giá cái Marshall này ok hơn. Rồi một cái điểm nữa cũng khá là hay ho, đấy là con Marshall Manual 3 này nó được trang bị codec là Qualcomm aptX, trong khi đó thì Apple họ vẫn trung thành với cái codec AAC thôi. Về băng thông thì nó sẽ nhìn hơn một chút, cho nên là chúng ta sẽ có thể là kỳ vọng con Manual 3 này nó có một chất âm nó ổn hơn là chiếc AirPods 2 nha. Nói về chất âm thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần so sánh mặt âm thanh hai con này luôn nha.
Với lại AirPods 2 thì mình thấy là cái chất âm của nó vẫn vậy thôi, nó đi theo cái sự nhẹ nhàng và cân bằng nhiều hơn. Tuy vậy thì cái giải bass của nó nó không được mạnh mẽ cho lắm, mình nghe thì nó một số cái thể loại nhạc sôi động thì không thể nào mà đã tai được như là chiếc Marshall này đâu. Chiếc Marshall này thì nó có âm bass nó nhiều lượng hơn đáng kể và xuống cũng sâu hơn nữa. Và cái âm của con này thì mình thấy là kiểu dạng V-shape ấy, nó sẽ nhấn nhiều vào hai giải là giải treble và giải bass. Cho nên là khi mà nghe những thể loại thiên về nhạc cụ và sôi động một chút như là rock hay là metal thì rất là phê. Mà bù lại thì con này thì nó cái bass, mình xin lỗi, bù lại thì con Marshall Manual 3 này, cái giải mid của nó lại thực sự là không được làm mình ấn tượng cho lắm. Nó cảm giác nó hơi bị flat và nghe nó hơi bị bí một chút, giọng ca sĩ thì nó chưa được thoát ra và rõ ràng như là chiếc AirPods 2. Cái giải mid thì AirPods 2 làm ok hơn nha, nghe vocal mấy cái thể loại nhạc như kiểu là pop ballad hay là nhạc folk music, nhạc đồng quê á, thì con AirPods 2 này nghe nó lại ngon hơn. Rồi thì tổng kết lại thì mình thấy là hai cái sản phẩm này tuy là nó có form dáng cũng như là cái mức giá nó khá là tương đồng nhưng mà nó sẽ hướng đến hai cái đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu như là bạn là người sử dụng các cái sản phẩm cùng hệ sinh thái của Apple như là iPhone, iPad hay là Apple Watch và muốn một cái thiết kế nhẹ nhàng này, một chất âm nhẹ nhàng và nghe những thể loại nhạc thiên về vocal nhiều hơn thì chiếc Apple AirPods 2 này nó sẽ là cái sản phẩm bạn nên hướng tới. Còn nếu như các bạn là một người có cá tính mạnh mẽ, yêu thích một cái thiết kế cool ngầu, vintage một chút đó, thì cũng như là có một cái gu nhạc nó mạnh mẽ, nó thiên về những cái thể loại nó sôi động hơn thì chiếc Marshall Manual 3 này đó, nó là một cái sản phẩm mà các bạn nên ngắm tới nha. Chưa kể là con này đeo cũng rất là thoải mái nữa. Đó, thì các bạn thấy sao về hai sản phẩm này? Hãy để lại phần comment bên dưới nha. Mình thì mình vẫn thích cái thiết kế của chiếc Marshall Manual 3 này hơn. Đó. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.